À, Tuấn Anh, Sửa lại tên thư mục JavaScript nâng cao rồi. em sửa lại tên thư mục đi. Hôm trước tôi đã nói đi nói lại rồi, tên các tất cả các thư mục em làm lập trình em sao lại đặt tên như vậy. Vâng. Tên thư mục có dấu cách là một, cái thứ hai nữa là tên thư mục mà em lại để tiếng Việt có dấu thế kia thì chết rồi. Thế mà hôm trước em vẫn đẩy lên được. Đấy, con từ ổ đê học tập thì đã chết rồi kìa. Bỏ ra, sửa lại tên cái mục học tập đi đi. Ví dụ để Learning chẳng hạn. Học trừ tập. Em đang mở cái đấy ra bằng Visual làm sao vào sửa tên được. Rồi. Tiếp tục. Sửa tên thành viết nâng cao đi, đừng viết hoa viết thường gì nữa. Tên thư mục thì có phải là ấy đâu. Rồi, rồi mở cái đấy ra bằng ấy đi, bằng Visual đi. Power Shell, kích vào cái chữ Power Shell số 1 đi. Không, ở ở đây mà, ở cái phần terminal ấy. Không, ở dưới cái phần terminal ngay bên dưới này, em kích lên đây làm gì nữa. Đấy, có nhìn thấy cái chữ Power Shell không? Ở đây Đấy, kích vào đấy, chọn Select Default Shell. Chọn cái Command Line, Command Prompt, kích vào đấy. Rồi, em xóa cái này đi. Không thì em chọn dấu cộng ấy ở bên cạnh cái chữ PowerShell ấy. Đấy, rồi em file bay login đi xem nào. Yeah. vâng. Bây giờ mình Init deploy đúng không rồi? Init đi đã, check lại các thông số đi. Không, file bay init chứ. Yes. Hosting. Rồi, cái mục là lesson 11 đi. No. No tiếp. No. Rồi, deploy đi. Rồi, giữ control nó kích vào cái đường dẫn đi kìa. Đó chưa? Rồi. Rồi, ok. Ok. Vâng. Em Yeah. cảm ơn. Rồi, thì tôi đang ngó nghiêng thêm một vài cái chúng ta có thể là nâng cấp cái bài của mình lên. Nói chung là chúng ta còn nhiều trò để mà vẽ ra lắm. Chỉ sợ là các bạn không làm được thôi. Thì để tôi xem màn hình nhé. Rồi. Thì chúng ta còn rất nhiều trò có thể làm ở đây. Ví dụ như chúng ta sẽ sử dụng cái, các bạn có thể nhìn thấy ở trong này tôi đang mần mò cái file file bay file store, cloud file store, hoặc là dùng real time database của thằng file bay này. Chúng ta lưu trữ source code ở trên hosting này, lưu trữ database ở đây, thậm chí là chúng ta có thể lưu trữ cả cả ảnh ọt các thứ các kiểu của chúng ta vào trong cái phần Firebase Storage này luôn, tức là chúng ta gần như làm ra là một cái website hoàn thiện cho cái ứng dụng web của mình mà không cần động đến tí code PHP nào. Đó, nó có đầy đủ tất cả các thông số, thì cái này nếu sắp tới có thời gian thì chúng ta sẽ tiến hành làm nhá.
Còn bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện tiếp cái bài assignment kia của mình. Chúng ta tiến hành là cài cắm và sử dụng thêm các cái thư viện bên thứ ba vào. Ví dụ như chúng ta sẽ sử dụng cái chúng ta search là JavaScript validate for JavaScript validate library. Đây, nó có rất nhiều các cái thư viện validate cho JavaScript của chúng ta. Đây ví dụ validate.js này. Được chưa? Validate JS provide declarative way in validate of validation JavaScript object, tức là nó giúp chúng ta có thể là validate được dữ liệu một cách nhanh chóng hơn. Thì chúng ta có thể xem ở trong cái phần này nó hỗ trợ chúng ta rất là nhiều thứ. Thì đây, ví dụ như sau. Chúng ta có thể là để tôi xem có cái demo nó validate với GitHub repository này, installing này. Installing thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là dùng cái CDN đó, xong rồi tiếp theo là báo example để xem này. Example đây thì constraint validate cái quái gì này, xong rồi dùng như nào, validate create các number 4 constraint mà áp dụng vào như nào nhỉ. Tôi cũng chưa dùng cái thằng này bao giờ, đang xem thử. Ăn sinh có hết rồi này. Single validation. Rồi. Để xem. Đây, chúng ta xem có nó có cái demo nó không. Build step này. Contribution guideline. Chịu, cái này tôi cũng chưa dùng bao giờ, chưa thử. Chưa thử cái thằng này bao giờ. Thử thằng thằng khác này. Ví dụ validator hình như là chính cái thằng vừa rồi. Thì sao nhỉ? Đây, fast form validator nó là thằng này, demo thằng này. Đây, ví dụ nó dạng như này. Như vậy thì chúng ta phải tìm hiểu xem là chúng ta đang validate cái này như nào. Thì đầu tiên chúng ta sử dụng này. Đây, cái code của nó đây. Úi dồi, nó dùng vật data validate length range require. Chờ chút nha, để xem nó có cách nào không. Form validator này, alert true này, event phone này, regex này, class này. Ủa, kinh dị vậy. Em còn thằng nào? Bowser.js. Bowser này. Christine. Bowser.js. Xem nào. Chờ tôi chút nha, để tôi bật cái điều hòa nóng quá. Rồi để mình chúng ta đọc xem là cái thằng này nó sử dụng như nào. Đầu tiên này, tải cái project từ GitHub về này. Hoặc là dùng CDN luôn này. Ok. Tiếp theo, chúng ta add browser native form validation attribute markup này. Chúng ta có form này, label email, type email, ID email này, ok, button submit. Rồi. Tiếp theo là validate browser form, tức là nó tìm được cái thẻ form này. Tiếp theo là form validation và attribute. Thì chúng ta có thể require field, thì chúng ta viết thẳng cái chữ require vào đây. Được chưa? Tiếp theo là input type email này. Rồi. Min max value này, min max max length. Custom và validation pattern. Đây nó có cái thuộc tính pattern ở đây cho chúng ta. Custom pattern mismatch error data bouncer message error styling custom validation type. Ok, chúng ta thử dùng thằng này nhá.
dùng thằng này xem là có ổn không. Thì để dùng được cái thằng này ấy, thì bước một chúng ta sẽ sử dụng bằng cái CDN này, thì chúng ta copy copy cái đường dẫn này cho chúng ta đây. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái project của mình ra ở cái file nào mà có form ấy. Đây, F Hotel chẳng hạn. Đây, cái file này chẳng hạn. Được chưa? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái browser kia. Copy toàn bộ cái đống Java file JavaScript này của nó. Ném vào trong cái file này. Đó. Được chưa? Thấy rồi đây. Gồm CDN của browser polyfill min. Dạ, ném hết thư viện của nó vào. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành là tạo ra cái form. Thì thực ra cái form chúng ta đã có rồi, ở đây có form đây rồi, đây form đây rồi, được chưa? Thì chúng ta sẽ tiến hành là đặt cho nó một cái ID đi, ID bằng F Hotel Form. Add Hotel Form. Add Hotel Form. Sau đó chúng ta viết code ở phía dưới này. Chúng ta viết code ở phía dưới là validate và validate bằng new browser cộng với cái selector của nó. Đây tôi thử cái. Gom cái thằng function này vào. Và validate bằng new browser, validate bằng new browser có cái thằng app trừ hotel trừ form. App hotel form bằng new browser. Sau đó chúng ta sẽ có cái form validation attribute, thì chúng ta đưa cái require vào tất cả các field thử xem nó như thế nào. Đây, ví dụ như tên khách sạn này, chúng ta sẽ có cái require này, chỉ có vậy luôn, xem nó có chạy không. Dạ. Min max value, ok, min max len. Rồi chúng ta thêm một cái đoạn style road này vào nữa. Style. Rồi, bây giờ mình thử nhá. Tại cái file này đi. Đây. Còn thấy không? Đã thấy cái nó bật ra lỗi chưa? Đây, có dữ liệu thì nó không không ấy nữa. Được chưa? Thì tôi sẽ đẩy cái code lên GitHub, các bạn check lại giúp tôi xem là các bạn có làm được theo không. Đây, giờ tôi nhắc lại các cái bước hoạt động này. Đầu tiên chúng ta vào cái đường dẫn do tôi gửi ở trong phần chat đây này, hướng dẫn này. Sau đó chúng ta làm theo ví dụ của nó, thì ví dụ của nó có cái gì? Đầu tiên chúng ta sẽ copy cái đống CDN là cái đống này, ném vào trong những cái file nào chúng ta có form ấy, được chưa? Ném vào những cái file HTML nào mà chúng ta có form. Sau đó chúng ta có cái đoạn code JavaScript và validate bằng new browser form cộng với lại cái selector của cái thẻ form của các bạn. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ set up các cái thuộc tính validate ở trong này. Thì chúng ta sẽ có thể ví dụ như cần require, tức là cần bắt buộc phải điền dữ liệu vào, thì chúng ta sẽ tiến hành là set cái thuộc tính require vào trong cái những cái field mà chúng của cái form mà chúng ta cần validate ấy. Chúng ta set vào ví dụ như đây, tôi thêm cái require này vào. Đó. Thì ngay lập tức trong trường hợp mà chúng ta kích chuột các cái thẻ rồi mà các cái thẻ của chúng ta mà nó đang bị lỗi như này,
thì chúng ta sẽ nó sẽ báo lỗi ngay lập tức. Còn tí nữa chúng ta custom từng cái text này sau, được chưa? Bây giờ các bạn làm đi, tôi sẽ để thời gian cho các bạn làm. Đây nó có mỗi cái đoạn này thôi. Tí nữa chúng ta phải tìm cách để kiểm tra cái trạng thái validate của cái form này. Được chưa? Làm đi ạ. Được chưa các bạn ơi? Em sắp gì mày cứ ú ớ cái gì vậy Dũng? Nếu mà cảm giác như thấy nói năng mà không không rõ ràng được thì chat ra. Ok chưa các bạn ơi? Một phút nữa thầy. JS này không chia thành module được thầy giáo. JS này không chia thành module như kiểu PHP thầy giáo. Ví dụ mấy cái phần giống nhau thì cho nó vào một file ấy. Làm như nào thầy giáo? Tao phải JS ra. Đặt object cho nó, không có gì đâu. Vâng. Để em tự tìm hiểu đi. Vâng. Đây, ví dụ tạo thư mục này. JS này. Không, ví dụ như em để vào đây một cái file là file main.js, main.js này. Trong này em có window. Window chấm. Ví dụ như là add form bằng object. Em học object rồi thì em phải biết những cái này chứ. Ví dụ như em đây là hàm validate này, validate form thì nó bằng một cái function gì đấy. Này. Xong rồi submit form. Submit form nó bằng một cái function nào đấy của em. Rồi, xong rồi trong cái phần add hotel chẳng hạn thì em script vào đây.
Script có src bằng cái js này chứa bên js. Sau đó khi mà trong trường hợp mà thằng này này thằng on submit này thì ta có thể là sử dụng đến cái dùng add form chấm submit form. Vâng. Reader là add form chấm submit form này. Đấy là chia module đấy là gì nữa? Nhưng mà không phải ai cũng làm được, cho nên là tôi mới không hướng dẫn. Những cái phần này các bạn chủ động thôi. Chưa hiển thị được validate chưa các bạn ơi? Kéo rèm lên nắng. Hiển thị được validate rồi. Hả? Hiển thị được rồi. Rồi ok, được rồi gì? Bây giờ chúng ta sẽ ngâm cứu tiếp cái đống này. Ví dụ chúng ta có cái function là add hotel ở đây. Tôi muốn kiểm tra xem là khi mà tôi chưa validate thành công thì tôi có tạo được cái khách sạn mới hay không. Đây nó vẫn tạo được các bạn nhé, đây nó vẫn tạo được bình thường đây nha. Tôi vào lại này, tôi thêm mới này, bấm lưu, thấy không, nó vẫn báo lỗi nhưng mà nó vẫn tạo được bình thường, tức là chúng ta đang đang có vấn đề ở cái validate này. Là validate này nó chỉ có mỗi cái tác dụng là hiển thị ra cái lỗi rồi, chứ nó không ngăn được cái hành động là submit cái form đi. Dạ. Do đó chúng ta thử vào đây thử xem. Ví dụ như tôi sẽ tiến hành là cắt cái này đưa lên trên đầu đi. Cắt cái này đưa lên trên đây. Thì bây giờ tôi sẽ thử như sau. Là console log ra cái là validate chấm valid thử xem ra. Và tôi tiến hành là return false để cho cái form này nó không bao giờ nó submit lên trên, nó hành động, nó chạy những cái lệnh ở dưới này nữa. Được chưa? Thử nhé. Rồi bật F12 lên. Đây. Click vào đây này. Bấm lưu rồi. Undefined. Tức là chúng ta không lấy được cái này. Bây giờ chúng ta sẽ thử console log.ba và console log nha. Đây. Validate đây. Chúng ta có một cái hàm của nó là hàm validate. Được chưa? Thì thử luôn. Đây validate chấm validate không được này, cục tính à, không được luôn. Bây giờ làm sao để biết được trạng thái của cái form này là có valid hay không, đúng không? Bây giờ mình phải xem. Để xem pattern message này. Nó còn phức tạp này. Đây. Field validate từng field một thì chúng ta có new browser. Browser.validate field is valid. Is valid browser.validate. Từ từ nhà, chúng ta thử như này xem. Và này browser bằng new browser browser. Trong này chúng ta có is valid bằng browser.validate. Okay. Select đầu chúng ta add to form to add gì?
add hotel form. Đây, add hotel form. Và chúng ta tiến hành là function log.isValid. Thử xem nó có lấy được ra cái trạng thái của cái thằng này không, hoặc là validate all này. Chờ chút nha. Làm destroy. Rồi, thử cả. Intermediate value is not a function, a constructor. Được. Này nó không ăn. Vậy chúng ta vẫn phải viết cái này ở ngoài kia rồi. Rồi, chờ tôi chút nhé, để tôi xem cái thằng này nó sẽ lấy ra như nào. Đây. Nó vẫn ra trang này thôi mà. Test error. Form này. Đây. Nhóm code JS của nó này. Đầu tiên này, browser bằng new browser, cái này là selector này. Rồi disable submit true, rồi ok. Custom validation value meet match, ok, message. Ok. Rồi ok, tôi hình dung ra rồi được cái công việc phải làm rồi của thằng này rồi. Chúng ta sẽ có như sau. Cái hàm add hotel này vẫn giữ nguyên các bạn nhé. Cái hàm này chúng ta giữ nguyên này. Đây, chúng ta sẽ có như này. Chúng ta có validate này bằng new browser cộng với cái selector của nó này. Xong trong này chúng ta làm một cái object. Object của JavaScript ấy. Chúng ta nhìn thấy nó có thuộc tính ở đây là disable submit, tức là nó ngăn không cho cái project này nó submit đây. Nó set nó vào đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái đây là ở ngoài này document add event listener là browser invalid và browser form valid. Form valid tức là form này nó thành công, được chưa? Thì chúng ta sẽ thử một cái xem cái document này ở đây đâu. Đây tôi copy cái này. document.addEventListener browser form valid thì tôi alert cái này ra và tôi tiến hành là return phone, cái này là phone luôn. Được chưa? Thử cái nhá. Đây.
Đấy, invalid các bạn thấy nó không, nó vẫn đi này. Nó vẫn submit đi. Chứng tỏ là bị sai rồi. Chứng tỏ là bị sai hoặc là tôi đang viết thiếu ở đâu đấy. Bỏ cái này đi. Rồi. Cái thứ nhất là nó chặn cái sự kiện on submit của tôi đi rồi. Được chưa? Cái thứ hai là nó sẽ hiển thị ra các cái lỗi ở đây và nó không gửi được cái request đi. Được chưa? Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi không còn bị lỗi nữa, tôi bấm nó chỉ thông báo là form submit success full thôi. Đúng chưa? Thì bây giờ tôi sẽ phải làm gì ở dưới này? Thì tức là nếu mà cái form của tôi không bị lỗi ấy, thì cái hàm này nó sẽ chạy này, cái sự kiện này nó sẽ chạy này. Được chưa? Và ở đây thay cho cái việc là alert form submit form success full này và cũng thay cho cái việc href này thì tôi sẽ gọi đến cái hàm s hotel này là xong. Đây. S hotel này. Xong. Được cái nhá. Đây tôi không biết gì này, bấm một lưu này. Yeah, lỗi luôn này. Rồi đây là viết linh tinh rồi này. School logo. Đây tôi copy cái đường dẫn ảnh này. Đây, tôi paste này vào đây. Các bạn thấy không? Nó tạo được thành công. Được chưa? Nó tạo được thành công. Còn nếu trong trường hợp chúng ta bị lỗi thì nó sẽ bật cái lỗi ra ở đây. Được chưa? Thì đấy nó là cái cách dùng của thằng này. Tôi nói lại một chút này. Cách dùng của thằng Bouncer này thì nó đơn giản hơn chúng ta như hơn đơn giản hơn tôi tính lúc nãy. Nó đơn giản như này thôi. Đầu tiên chúng ta có cái validate bằng cái new Bouncer. Có cái add hotel form này nó chính là cái selector của cái form đó. Chúng ta thuộc set cái thuộc tính là disable submit của cái form này đi, tức là bây giờ cái form nó submit hay không ấy, thì phụ thuộc vào cái việc là chúng ta làm thế nào với cái form đấy, tức là xử lý bằng code JavaScript chứ không để cái HTML nó submit mặc định nữa. Được chưa? Sau đấy chúng ta có hai sự kiện là bouncer form invalid và bouncer form valid. Invalid tức là bị vi phạm bất kỳ một cái lỗi nào ở phía trên kia thì nó sẽ hiển thị ra. Được chưa? Và nó lốc đến cái nó focus cái con chuột của chúng ta, con trỏ của chúng ta vào cái field bị lỗi luôn. Được chưa? Còn ở đây chúng ta có cái document add event listener bouncer form valid, tức là cái form này nó thỏa mãn tất cả các cái rule kia rồi. Tức là nó không bị lỗi thì chúng ta gọi đến cái hàm add hotel này để chạy. Được chưa? Thì đấy nó là hai cái sự kiện mà cái bouncer này nó cung cấp cho chúng ta validate bằng validate chay, được chưa? Còn nữa chúng ta có thể là áp dụng rất là nhiều các cái rule của nó ở trong này. Ví dụ như nào, đây chúng ta có thể xem ở trong này nó có rất là nhiều các cái thứ khác nhau. Ví dụ các bạn có thể là max min đúng không, rồi thì min len max len đấy, thì chúng ta có thể áp dụng nó vào hoặc là chúng ta sử dụng pattern như này. Được chưa? Thì ở trong này chúng ta thử tìm cách custom lại cái, tức là tôi sẽ áp dụng một cái là chúng ta sẽ tiến hành là bắt buộc người ta phải nhập số lượng ký tự min len max len bằng bao nhiêu. Ví dụ tên khách sạn, cái tên khách sạn đây, ngoài cái require này ra, ngoài cái require thì yêu cầu người dùng phải nhập cái tên khách sạn ngắn nhất có số lượng ít nhất ký tự là 4 và nhiều nhất là bằng 30 như này. Được chưa? Thì chúng ta thử xem nó sẽ hiển thị như nào. Đây 1, 2 này, kích ra ngoài này. Đây please set length and restrict for character or more. Được chưa? Đây viết nhiều hơn. Thế rồi nó để min max luôn, chúng ta không thể viết thêm được. Được chưa?
lưu xuống báo lỗi luôn. Đây, cái này cũng báo lỗi luôn. Được chưa? Thì đấy nó là những cái validate của chúng ta. Ngoài ra để tôi xem là cái cách nó sẽ custom cái đây này, nó có cái data bouncer message này. Bạn thấy không? Nó có data bouncer message này thì chúng ta sẽ viết tiếp một cái message vào đây là gì ạ? Wow. Cái này là bouncer message. Từ từ đã, để tôi không phải cái này không phải nhé, để tôi xem cái Messi thì nó custom ở đâu, xem custom Messi ở đâu. Đây à, đây chúng ta có custom validation này và có Messi này. Thì ví dụ tôi thử error message location. Rồi đây tôi sẽ thử như này. Đây chúng ta có thuộc tính là message. Message bằng một object. Chúng ta có cái field này. Field này là field name đúng không ạ? Field name. Message cho cái phần là require. Thì là hãy nhập tên khách sạn Minland, thì là hãy yêu cầu tên khách sạn có ít nhất 4 chữ. Dạ, thử cái nhá. Tôi không biết là nó đúng hay sai. Sai không? Đúng không? Create custom validation or error message. That's three. View class message missing value. Missing value này ở đâu nhỉ? Dị. Bouncer. Thằng này cũng ít thằng dùng nên là có tài liệu. Có luôn không? Min max value, min max value, custom validation pattern, custom pattern mismatch error. Error style. Add custom validation. Create custom validation error message. Phải. Này, khó dùng bạn. Để xem còn có thằng nào để chúng ta dùng nó dễ hơn không nhá. Thằng này dùng thì nó chạy được đấy nhưng mà có vẻ hơi khó. Khó dùng. Fast form validator.
Còn nếu không được thì chúng ta sẽ phải code các cái hàm validate chay. Đấy là trong trường hợp mà cùi bắp nhất. Có luôn mà. Theo còn thằng nào? GS form validator. Xem. JQuery hết. Này của jQuery. À, thôi ok được rồi. Thế vậy thì như này đi. Nếu trong trường hợp mà các cái thư viện này nó đang khó dùng như này. Ở đây có gì này? Custom my form validator with native JavaScript JS form validator thì xem nào. My form data rule require email validator statement query select my form function don't rest rule custom massive. Nghe chừng không dễ. Đây form nên để mua form một này nhìn có vẻ đầu tư tử tế mắc file sai các thứ đủ hết rồi thử nhá thử này nhá vào GitHub này how to use include Swift on your page apply data rule attribute from x element that data rule rồi. Đọc này. Download về này. Thử cái nhé. Đây. Nó có bằng này cái thôi. Nó có một hai file, một file JS, một file gì đây? Chỉ là ví dụ thôi. Rồi ok. Rồi. Ok, tôi sẽ thử cái. Để trả lại cái project của chúng ta lại từ đầu.
Đây. Thế nha, project của chúng ta quay lại từ đầu rồi nhá. Tôi sẽ thử validate bằng thằng này phát xem nào. Rồi, xong. Nhúng qua này. Bây giờ chúng ta sẽ có phần đốc của nó. Và validator bằng new validator form handle callback setting. Đây. Validator này, new này, form handle này nó chính là cái document query selector này. Đây, document query selector này. Đây là app trừ hotel trừ form này. Còn này là callback. Callback này là cái gì đấy biết. Bây giờ comment đã, mò. Đây, chúng ta có cái function erod và rest. Đây là function erod và rest. Rồi, xong. Cái này sẽ tiến hành là return rest. Return address này. Và chúng ta sẽ có cái data rule cho các cái field. Ví dụ cái field của thằng tên này require min span 2.4 chẳng hạn, ví dụ vậy. Thử xem. Min len. Đây min len, min len trừ 8. Phải là dấu 2 chấm là dấu trừ. Rồi, chạy thử. This field required. 1, 2. À đúng không? Nó có validate được nhé. Nhưng mà bây giờ ta sẽ bỏ bớt cái này đi xem nó có tạo được không, nó đi đâu này. Đây đi rồi, view nó sẽ tiến hành submit được chưa. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử thử xem là cái thằng rest này nó là cái gì. Nếu mà vi phạm thôi được rồi, thế thì xong rồi đây ạ. Thằng này có vẻ dễ dùng ạ. Thì chúng ta có cái phần áp dụng cái này như sau. Đầu tiên chúng ta tải cái file JS form validation validator min JS này, nhúng vào trong web của mình này. Sau đó chúng ta tiến hành là đặt cho cái form của chúng ta một cái ID. Đây, đặt cái ID cho nó. Sau đấy chúng ta sẽ tiến hành là va validator bằng new validator document query selector bằng cái ID của cái form. Sau đó chúng ta có một cái function ở phía trong. Function ở phía trong ạ. Chúng ta có cái rest, tham số rest, tham số này nó sẽ trả về trạng thái. Trạng thái là cái form này có validate thành công hay không. Thì nếu mà trong trường hợp nếu mà cái rest này trả về true thì chúng ta tiến hành là gọi đến cái hàm add for add hotel này, gọi đến cái hàm add hotel này, dạ, yeah. Else tức là trả về phone á. Thực ra chúng ta không hành động gì cả, chúng ta chỉ việc là return phones, luôn luôn return phones. Nào thử cái nhá, đây bấm lưu, nó không đi đâu hết, dạ, yeah. Nhưng mà nếu này như này là không vi phạm nữa, bấm lưu này. Đấy, tạo xong. Nó về đây. Được chưa? Thì đấy là cái việc validate của chúng ta. Còn tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành là áp dụng những cái rule vào trong cái form này thì chúng ta làm nào?
chúng ta có ra một cái thuộc tính là data rule và đặt các cái rule của chúng ta đây là những cái công việc mà chúng ta sẽ phải validate cho nó. Ví dụ như require là bắt buộc phải nhập, ví dụ như tất cả các field ở đây của tôi bắt buộc đều phải nhập hết, thì tôi cứ thêm vào data rule thôi. Cái data rule đấy, bỏ này đi đấy. Đó, tất cả các field của tôi thì đều bắt buộc phải nhập vào. Em bấm lưu tất cả lỗi hết, hết lỗi này, hết lỗi này, hết lỗi này. Dạ, còn cái thằng này nó chưa đủ bốn ký tự. Dạ, thì đấy là cái việc mà chúng ta validate thành công. Tiếp theo chúng ta sẽ phải tìm cách để custom cái message. Được chưa? Custom cái message thì kiểu gì? Đây, chúng ta sẽ thử cái thuộc tính message này. Dạ, thử xem sao nhé. Custom message example. Thử một cái. Nhưng mà thử direct gì? Tham số thứ 3 là setting. Tham số thứ 3 của thằng này, đây là function, là tham số thứ 2. Tham số thứ 3 là setting. Ở đây chúng ta sẽ có cái message. Đây, message đây. Message này, local name. Seed. Object ở đây. Trong cái field này là tên là name. Name này. Cái field require. Hãy nhập tên khách sạn. Nếu được không được rồi. Rule name 1 empty incorrect. Get form validator. Không phải đây. Location of index for message object. List of rule. Not zero. Integer float. Four. Show me. Mẹ cáu nhỉ, này custom khó vậy. Đây là rule name, no local name, rule name 1 name, message name, require này, empty incorrect,
Đang. Message log name. Xem lại cái sửa code demo của bọn này. Message. See English. English. Rồi, ok, phần này thì đây rồi. Nó chỉ có những cái message chung chung thôi các bạn nhé. Nó không có các cái message mà chi tiết cho từng cái field một. Thì đây, tập trung vào đây. Tôi sẽ chỉ lại cho các bạn cái phần validate và các bạn sẽ phải làm cái này. Mặc dù nó hơi cực khổ một tí. Nhắc lại một tí này. Ví dụ trong cái form add hotel này chúng ta sẽ validate nó như nào. Đầu tiên các bạn tải cái thư viện JS form validator min JS này về, chúng ta nhúng nó vào trong cái tải nó về và nhúng vào trong source code của mình ạ, như này. Sau đó chúng ta có một cái biến validator bằng new validator có cái document query selector bằng ID của cái form.
Sau đó trong cái function này chúng ta có cái erode và rest. Thì cái rest này nó chính là cái mà nó sẽ tiến hành là trả về cho chúng ta cái trạng thái của cái form của chúng ta nó có được, nó có đúng cái yêu cầu hay không. Dạ. Thì ở đây tôi có set là nếu mà rest bằng true thì cái hàm shotel nó sẽ chạy. Cái hàm shotel này các bạn biết nó là hàm gì rồi, hàm tạo ra gửi request lên server để lấy ra cái thông tin của để ép thêm thông tin của khách sạn vào trong mẫu API. Sau đó tôi return phone, tức là không cho nó submit bất kỳ cái gì cả. Tiếp theo ở dưới này tôi có một cái option tham số thứ ba là một cái option dạng là JSON. Thì tôi có cái thuộc tính là message ở đây, có cái end này là ngôn ngữ này, dạ ngôn ngữ. Tiếp theo là ở trong này nó có các cái rule là những cái require mà chúng ta dùng ấy, chúng ta sẽ custom lại cái text mà người ta hiển thị ra ngoài. Ví dụ như ở đây empty không được require thì nếu mà người ta để trắng nó thì không được để trống. Còn nếu mà bị sai thì là nhập sai thông tin. Min length các bạn thấy tôi dùng ở đây này. Min length -4. Dạ. Thì min length này cái số -4 ấy. Cái số -4 này. Nó chính là ở cái tham số ở trong cái message ở trong cái rule số 0. Thì chúng ta tôi để empty và incorrect thì đều là hãy nhập tối thiểu cái tham số số 4 hay số 5 gì đấy kia. Tôi gọi là x ký tự, được chưa? Thì khi mà tôi custom xong thì đây các bạn thấy output của nó như này, và chúng ta có thể xem cái thẻ này là thẻ gì. Đây là thẻ deep này, có class là erode này, validator erode này, được chưa? Thì chúng ta hoàn toàn có thể là lên trên phần head này chúng ta viết một thẻ style, viết một thẻ style có cái class là validator erode, có cái color bằng red. Này. Đây là data type các bạn nhé, xin lỗi các bạn, đây là data type bằng validator erode. Chúng ta sẽ viết nó trong khoảng trống ngoặc vuông như này, data type bằng validator erode. Đây, không được để trống này, nhập tối thiểu 4 ký tự này. Dạ. Thì phần này tôi sẽ đẩy code lên trên GitHub và các bạn sẽ phải validate tất cả các form của các bạn cho tôi ở trong cái bài assignment. Phần này nó phức tạp và vất vả. Rồi để tôi xem nó có cái phần nào để pattern bắt tiếp được. Đây nó có cái file extension này, nhìn không? File extension này chúng ta sẽ ví dụ như chúng ta sẽ thêm cái phần file extension vào trong cái phần logo này nhỉ, data rule. File extension, file extension. Đây. JPG, PNG, GIF. JPG, PNG, GIF đây. Từ này. Đúng này. Đoạn linh tinh vào đây. Đây. Yeah. Logo. Vẫn lỗi. Đây nó vẫn báo là one or more file has an invalid type, tức là cái file extension này thì nó phụ thuộc vào cái thứ nhất là cái các bạn phải up file lên, cái thứ hai là cái đuôi file, cái tên ảnh này nó phải thỏa mãn những cái đuôi này, nhưng mà hiện tại chúng ta đang để là text cho nên nó đang bị vi phạm, thì chúng ta lại phải xem lại xem nó có cái kiểu nào nó phù hợp hơn hay không, xem có pattern bắt tiếp gì. Có luôn. Last name, min, email, min mark between length, min length mark length, mark file size, file extension. Nếu thế thì chúng ta sẽ phải tự viết ra thêm một cái rule nữa. Đây,
tôi sẽ có thêm cái rule này. Xem họ viết rule như này. Đây. Check img url function. Hai tham số là value và para. Value và para. Thì chúng ta có cái console log ra cái value và param luôn. Em nó có những cái gì ở đây đã, chúng ta tính tiếp. Ví dụ như ở đây tôi sẽ thêm cái rule vào trong thằng này là check img url. Đây. Check img url có jpg, png và gif. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chạy thử. Rồi. Đây. Chúng ta có cái tham số đầu tiên là cái gì ạ? Cái dữ liệu mà người ta điền vào, cái tham số thứ hai là cái đống này. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ search JavaScript regex image extension. Đây. Thì tôi sẽ có bê cái đoạn này vào. Đây, tôi bê cái đoạn này nào. Thứ nhất là param và phần tử số. Hôm nay tôi viết check image luôn, tôi không cần quan tâm đến param này luôn, chỉ cần check value thôi. Đây, if này, jpeg, taf, png, web, bmp mà check với lại thằng value. Đây. Cái này là console log ra. Lốc cái này ra xem nó output ra gì. Cannot read property test of undefined. Đây, thiếu đúng không? Thiếu đúng không? Đây, phone này. Dạ. 2.jpg cái chu luôn. Đó. Thì chúng ta sẽ tiến hành là return như này. Sau đó là ở trong cái phần này mình sẽ có thêm một cái check img url empty. Nhập đường dẫn này. Và đây là nếu mà bị lỗi thì đường dẫn này không được đặt, không được để trống này, đường dẫn này không được bị đặt này, chấm này, SS này, JPG này, xong luôn. Dạ. Thì đây là cái custom về cái check, tức là chúng ta tự thêm ra một cái rule và áp dụng trong cái bài của mình như này. Dạ, và chúng ta hoàn toàn có thể bỏ cái này đi, bỏ đoạn tham số phía sau rất đi, kết quả cũng vậy. GIF đây, xong rồi, đẩy code lên. Firebase deploy.
Vậy đến sau gì vậy? Ok, link down file JS đây. GitHub của nó đây. Nói chung làm phần này không dễ đâu, không dễ một tí nào hết cho phần validate dữ liệu. Tôi thấy bọc vạch mấy cái thư viện này cũng phức tạp phết. Rồi nha, tôi sẽ mở cái phần để coi nào. Tôi sẽ mở cái đây, Classroom, lớp chúng ta để nộp assignment. Bên số 1. Rồi, ok. Đây là bài assignment của chúng ta nhé.
Due date sẽ là cuối tuần này, cho hẳn chủ nhật đi. À không, 25 là phải nộp rồi. Đấy nha các bạn nha, lưu ý này, thông tin tôi sẽ có hai cái đề cho các bạn lựa chọn. Đề thứ nhất là chúng như chúng ta đang làm là thực hiện thêm sửa xóa dữ liệu hiển thị danh sách của các cái hotel. Đó. Của các cái hotel và room trên mock API bằng, tức là cái mà chúng ta đang làm. Thì bài này chúng ta sử dụng tối đa là được làm thì tối đa được 8 điểm. Đề thứ hai là các bạn sẽ tìm hiểu thêm cái thằng Firebase database hoặc là thằng Firebase Firestore để làm database của mình. Sau đó chúng ta tiến hành là vẫn quản lý cái thông số về hai, ít nhất là hai collection khác nhau, ví dụ như hotel và room, hotel customer đấy, hoặc là thêm gallery cái gì đấy nữa, thì chúng ta sẽ có tối đa là 10 điểm. Thì các cái yêu cầu chung của chúng ta là bắt buộc validate, tức cứ có form là có validate, có xóa là phải có confirm, phải làm giao diện tử tế chứ không phải là giao diện HTML thuần, không có tí CSS nào thì ăn đập. Bắt buộc làm xong đến đâu phải deploy code lên đến trên Firebase hosting đến đấy, nếu không sẽ trừ điểm. Và các bạn nộp bài, khi các bạn thực hiện nộp cái bài này, khi các bạn thực hiện nộp cái bài này chẳng hạn, thì các bạn sẽ phải tiến hành là nộp bằng cái đường dẫn của Firebase. Được chưa? Để tôi chấm cho nhanh. Các bạn nào thắc mắc gì không? Chắc bọn này Không giờ đi chưa, đi ngủ hết rồi. có. Rồi, ok, thế làm bài đi. Hôm nay là buổi thứ mười mấy rồi nhỉ? Hôm nay là buổi thứ 13. Buổi thứ 13 rồi. Thì buổi ở đó buổi thứ 14 rồi. Buổi thứ 14 rồi. Chúng ta chỉ còn có mấy buổi nữa thôi. Còn hai buổi tới thì tôi sẽ tập trung vào chấm bài cũng như là dạy nốt các bạn về cái thằng jQuery. Thì là chúng ta sẽ kết thúc môn này. Được chưa? Còn bài quiz, bài lab thì tôi sẽ mở cho các bạn các bài quiz thì tôi sẽ mở cho chúng ta sau. Thầy xem em xem hôm trước em bảo thầy xem edit với cả app của em ấy. Từ từ đã. Thầy tôi quên. Rồi, em làm sao? Em thì xem là cái room với cả cái edit của em ấy xem nhưng mà đã đầy đủ chưa? Ôi chủ Đáng nhà nhớ ông đang nói cái gì cả? nói em lại chậm. Ông viết ra đi. Ông viết cái câu muốn hỏi ra đi vào phần chat ấy, rồi tôi trả lời cho. Chứ nói cứ ba bốn lòng ngoằng lòng ngoằng chẳng hiểu gì. Chịu. Nào chat đi. Rồi xem nào. Thầy xem hộ em xem thêm. Thầy xem hộ em xem phần thêm và sửa của room có sai ở đâu không. Thì bây giờ xem kiểu gì em?
Em gửi link cho tôi mới xem được bài của em chứ. Gửi link nữa. Em đã deploy luôn chưa? Em bảo hôm qua em deploy được cái bài của em lên rồi cơ mà. Bây giờ em gửi lại cái link hosting của em sang đây để tôi xem. Không. Rồi đang xem. Đâu rồi, Dũng đâu rồi, có nhìn thấy màn hình của tôi không? Có đang nhìn thấy màn hình của tôi không? Bật mic, Có rồi ok nhá, tôi sẽ nhận xét qua một chút này. Nghe kỹ này, cần thì ghi chép vào mà sửa. Cái đầu tiên, cái này là của tôi sao? Của em đâu nhỉ? Đây, cái này của em đúng không? Đầu tiên nhá, ví dụ như cái màn hình này ấy, khi em làm bài thì em phải thêm họ tên của em vào đây để tôi chấm tôi biết là ai chứ. Đúng không? Đấy là một cái thứ hai như sau. Phần thêm mới này thì ok này, nhưng mà em phải bổ sung vào đây phần validate dữ liệu giống như hôm nay học nhá. Vâng ạ. Rồi ok, đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba, cái fill form này cũng vậy, bổ sung validate vào, được chưa? Em liệu có làm được cái việc là khi em gõ cái logo này ra, cái ảnh nó sẽ hiển thị ở phía trên này không? Cái Nếu gì thế thì là phải chẳng nghe gì cả, xếp của cái label là phải là ở phải. không hiểu. Em là cái thể dạng của thể dạng của phần ảnh logo đang là file kiểu thư mục ạ, kiểu dạng thư mục ạ. Em có thể giải thích nó dễ hiểu hơn, tôi chẳng hiểu em đang nói cái gì. À, cái chỗ ảnh logo ấy em để thể lại thì em là input chết bằng file ạ. Em File là bằng file. Tại sao? file thư mục là nó dùng để ảnh lên ảnh rõ lên ạ. À, em chỉ một cái đó thôi mà chơi. Tôi đang bảo là liệu em có thể là cái em viết cái đường dẫn vào đây này, cái đường dẫn của logo ấy, thì cái ảnh logo nó hiển thị ở phía trên này thì có được không? Chứ tôi không yêu cầu em là phải giải thích cho tôi là em làm như thế nào, tôi không quan tâm đến cái việc đấy. Em làm không làm được thì thôi, Không ạ. tôi chỉ nhận xét là nên thêm như thế vào, hiểu chưa? Vâng ạ. Nãy giờ có ghi được cái gì không? Dạ. Nãy giờ có ghi chép được gì không? Em đi, em nhớ mà. Rồi nhớ những cái gì?
Cái phần trang phần chỗ, cái phần khách sạn thì phải nhớ ghi thêm cái tên của mình vào, và cái phần thêm mới và sửa, thêm mới vào sửa của khách sạn cùng với cả phòng thì phải có validate vào. Ừ, đúng rồi. Tiếp tục này. Bây giờ chi tiết như này. Nhìn thấy các bạn nhìn chi tiết không? Rồi ạ. Để tôi vào cái khác để cho nó dễ, cho nó có cái room đây, cái chi tiết này. Thì tôi đang, tôi có biết, liệu tôi có biết tôi đang vào cái chi tiết của cái khách sạn không? Có biết không? Không đúng không? Thì không có tên của khách sạn đó ạ. Đúng rồi, không có tên, không có ảnh, không có địa chỉ gì hết. Thì làm sao tôi đang biết là tôi vào đâu? Đúng không? Đây là cái thứ nhất. Với cái thứ hai ấy, em đang để cái hotel ID ở đây bằng số 2 này, em lấy dữ liệu ở trong cơ sở dữ liệu ra, em để thẳng, em để ấy, cái số 2 vào đấy thì ai biết là số 2 này là cái gì? Hiểu không? Ví dụ như ở đây cái hotel của em tên là như này. Được chưa? Thì em bấm vào chi tiết này thì cái số 2 này phải thay bằng cái tên đấy. Hiểu vấn đề chưa? Được rồi. Rồi ok. Với lại ở phía trên này em phải, phía trên của cái danh sách này em phải bổ sung vào đây cái thông tin của cái khách sạn chứ. Được chưa? Information. Rồi tiếp theo thêm mới này. Thêm mới thì bây giờ thêm cái khách sạn, à, thêm cái phòng này thì phòng này nó thuộc cái khách sạn nào? Giờ cái phòng này nó được thêm vào thì nó thêm vào khách sạn nào? Chưa có danh mục khách sạn. Em phải thêm cái thẻ thẻ select option là danh sách các cái khách sạn mà em đang quản lý vào đây để người ta chọn nhá. Rồi đây về detail hotel, chẳng biết nó về cái khách sạn nào. Đây, ví dụ như cái phần này sửa này, sửa hotel này, này. Đây sửa nhá. Đây cũng vậy. Không ai biết là cái khách sạn, à cái phòng này nó đang sửa, nó đang nằm trong cái khách sạn nào để mà sửa cơ. Hiểu chưa? Mà sửa lại còn không có thông tin của phòng cơ. Đúng không? Đấy, thế là sai rồi, em sai rất là nhiều thứ rồi. Thì bây giờ em sửa đi. Nha. Rồi, nạn nhân tiếp theo. Tôi chạy ra ngoài để vệ sinh này. Sao còn ai thắc mắc gì không? Tuấn Anh share bài thử thế nào Tuấn Anh ơi. Vâng.
Đấy, em vừa gửi link cho thầy. Đây, biết rồi. Đây, em cũng vậy này, em y như thằng Dũng này. Vâng, tối em mới sửa. Đây, khá hơn nó ở chỗ này. Copy. Đúng không? Đó. Vào sửa thông tin phòng nhưng mà hủy thì lại về danh sách khách sạn là như nào? Vâng, bây giờ em đi sửa đường dẫn này. Ok, tới nha. Vâng. Phạm Ngọc Anh gửi tôi cái đường link của em xem nào. Đường link Fanpage đúng không thầy? Ừ. Đây cũng thế này. Bài không giống nhau quá thể. Được. Rồi. Ổn đấy, nhưng mà sửa cái giao diện đi. Giao diện các em lười quá. Tôi dạy các em làm cái giao diện đấy chẳng qua bởi vì trên thời gian trên lớp hướng dẫn các em không có nhiều, nhưng mà các em ở nhà các em có rất nhiều thời gian mà các em vẫn cứ hiển thị cái danh sách kiểu dạng như nó cơ bản như vậy thì nói chung là tôi không được hài lòng với cái việc đấy. Sửa lên, bổ sung thêm làm sao nhìn cho nó tử tế một chút chứ nhá. Để tôi thử vào cái Firebase File Store. Firebase. Nó thử cái Firebase File Store xem là tương tác dữ liệu của nó như nào. Thế tẹo thầy xem này của em cái phần mà chỗ sáng nay thầy bảo là nó bị request bị sai thầy. Đâu em gửi link của em sang đây xem nào. Gửi cái link Firebase của em sang đây xem nào. Em chưa ấy lên Firebase đấy ạ. À, Vâng ạ. em vào remote desktop đi, share cái remote của em sang cho đây. Vâng ạ. Gửi ID của em sang đây.
Rồi em thử mãi mà em không đưa được cái thông tin kết nối từ cái từ mock API sang theo. Em có hình dung được lỗi sai của mình không Huy? Cái đấy nó là bị sai đường dẫn này. Cái tội của em là tội đi chép. Không, cái phần cái hôm qua của em, cái bên của em là cái detail ấy, thì em làm nó không được, thế là em mượn của bài của thằng Hiệp là cái list hotel ấy thầy.
để em xem có được không, nhưng mà ở đâu. Nhưng mà nếu mà như tôi mà chấm một cái bài mà phát hiện ra cái lỗi như vừa rồi ấy, thì tôi cho cả hai thằng không điểm luôn, dạ bởi vâng vì ạ. vấn đề là cái dữ liệu của em với dữ liệu của Hiệp Hiếc thì đấy nó đâu có khớp nhau, em hiểu vấn đề không? Dạ vâng. Tôi đã nói từ sáng là cái vấn đề của em là nó bị sai cái đường dẫn rồi, nhưng em vẫn không tìm ra nổi cái lỗi sai đấy, thì chứng tỏ là em đang đang gặp vấn đề đấy. Dạ Vấn đề vâng. là em đang cố gắng đi theo cái hướng sai của một người khác nhá. Vâng ạ. Rút Vâng kinh nghiệm ngay khẩn trương, tất cả những cái màn hình khác cũng vậy, phải xem lại đường dẫn của mình là cái gì, chứ không ạ. ấy nó đi bảo vệ làm sao được. Rồi còn Dũng, bật mic lên. Vâng ạ. Em biết vì sao vừa rồi tôi tắt tiếng của em đi không? Em nói lại trên tiếng bảo. Đúng rồi. Trong cái khi mà mình cũng đi học mà bạn cũng đi học, thầy thì đang support bạn khác thì mình cứ nhảy vào mồm là như nào? Rồi bây giờ em có vấn đề gì? Cái vấn đề này không ạ, ý em là chỉ là lúc nãy em tự nhiên lại mở mạng của em, cái trang của em lại mở được cái phần lại mở được room rồi. Đấy, nãy em không mở được, em không tìm cách để mở được room nhưng mà bây giờ nó mở được rồi tôi Tôi chẳng quan niệm, tôi chẳng hiểu ông đang nói cái gì luôn. rồi. Rồi được rồi thì tốt, thế thôi. Tôi chưa hiểu là em định hỏi cái gì, em định nói cái gì. Story project setting đây rồi, đây rồi.
À quên, tí quên không điểm danh. Quan nộp sớm bài nhá, bây giờ điểm danh này. Tí quên mất. Đăng Trung. Văn Ánh. Tú Tú. Văn Nam. Bích Thảo. Văn Thành. Trung Hiếu. Tùy. Viết Tú. Tuấn Anh. Yên. Duy Đăng. Việt Hoàng. Việt Hoàng. Vũ Dũng. Ngọc Anh. Lê Anh Tiến. Anh Thái. Bà Tú. Bà Tú. Duy Hiếu. Đức Hải. Phan Ngọc Quang. Nguyễn Văn Khương. Hoài Thu. Trung Nam. Văn Quang. Trần Văn Quang. Đinh Văn Thi. Đinh Văn Thi. Lê Đình Vinh. Lê Bá Quốc. Trần Đức Thuận. Nguyễn Công Tuấn. Nguyễn Bá Hưng. Đỗ Thanh Lâm. Trọng Toản. Đinh Thành Vinh. Đinh Công Tuấn Anh. Tống Quang Đại. Phương Chí Hiệp. Lê Đức Huy. Lê Đức Huy. Nguyễn Tiến Tuân. Tiến Tuân. Cao Thế Tung. Phạm Minh Hiếu. Phạm Minh Hiếu. Đâu rồi? Không thấy đâu. Rồi ok. Hôm nay những bạn sau vắng này. Nguyễn Việt Hoàng, Đỗ Anh Thái, Bá Tú, Duy Hiếu, Đức Hải, Ngọc Quang, Văn Khương, Trần Văn Quang, Đinh Văn Thi, Bá Quốc, Đức Thuận, Bá Hưng, Trọng Toản, Tiến Tuân và Phạm Minh Hiếu. Trần Văn Quang, ok rồi nhá. Dạ. Có mỗi bạn Quang là ấy lại thôi không? Rồi ok, nay chúng ta dừng ở đây. Lớp nghỉ nhá.